chào anh chị bạn, tôi là Nguyễn Văn Phượng, hiện đang công tác và làm việc tại công ty OBS và phụ trách tại thị trường Bạc Liêu. Hôm nay thừa có mặt tại farm của anh Khoa, khách hàng tuyệt vời của OBS đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm OBS trong rất là nhiều vụ. Điển hình là khu này đã thành công 9 vụ liên tục, và với những cái sản phẩm chủ lực của OBS như là Biogon, Hercua và một số sản phẩm như là Casipot, Lộc Phát. Thì hôm nay là thừa có mặt tại đây ngay cái dịp là anh Cú Tôm. Hôm nay là hai hầm đã được, một hầm này 26 con và hầm kia là 24 con rồi, và đang trong giai đoạn thu. Thì anh chị bạn sẽ theo chân trời để xem tôm phát triển như thế nào nhé. Khu nuôi của anh hiện tại là ở ấp Trung Điền, xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu. Thì khu này với diện tích là 2 ao nuôi, 2 ao sẵn sàng. Thì hôm nay là đã bắt ao bên đây rồi 26 con và đang chài mẫu ao bên đây, dự kiến là khoảng 24 con. Hai ao nuôi của anh, một ao có diện tích là 700 và một ao có diện tích là 1000 mét khối nước. Thì dự kiến thu được này là khoảng 5 tấn. Ao 1 đã thu xong là được 2 tấn 250, và ao 2 còn khoảng 2 tấn 8. Thì khu này anh cũng đã thu tỉa ở giai đoạn 36 con là hết 3 tấn rồi, gần như là đã lấy được cái chi phí, và phần còn lại này là cái phần lời. Thì 24 con đợt này thì giá khoảng 185.000. Thì hiện tại là lái đang chài và bắt mẫu. Hiện tại mấy anh lưới đang kéo nè, tôm rất là sung, bún rất là mạnh. Sau khi điếm mẫu xong thì tôm được 24 con, thì các anh chị chúng ta tiến hành phun tôm, và hiện tại là tôm oxy nha. Video của thừa đến đây là hết. Thì nếu anh chị có cần tư vấn hỗ trợ ở thị trường Bạc Liêu thì có thể liên hệ thừa qua số điện thoại là 0838 993386. Xin kính chào và hẹn gặp lại với anh chị và bạn trong những video lần tiếp theo.